Chào các em, chúng ta giải tiếp một nick nữa của Vinlubic khối 8 vòng thi số 6 để tìm những câu hỏi khó ha. Bài thi số 1. Hai ô bằng nhau. Rồi. Giờ ta dùng một tờ nháp để lưu kết quả nha. Bài đầu tiên là ra 2, ở mấy nick trước gặp nhiều rồi. Bài số 2 rút gọn, nó sẽ ra là 34. Các em cứ khai triển lên thì nó sẽ ra 34 thôi. 25 người ta cho rồi. Bài tiếp theo rút gọn sẽ ra là 25. Các em cứ khai triển đi. 13 25 phần 8, những cái người ta cho mình cứ ghi lại thôi. Bài này có vẻ dữ tợn thôi, mình để sau. Và mình cái này cái nào dễ làm trước đi. Cái này nếu các em lười các em bấm máy luôn cho thầy. Còn không thì các em rút gọn ha. Thôi ở đây nó dễ mà mình cũng còn rảnh. Mình làm bằng toán học đi. Ở trên các em rút 3 mũ 15 ra làm nhân tử chung. Ở trong sẽ còn là 29 cộng cho 88. Ở dưới là 3 mũ 13 nhân 81. Rồi như vậy là rút gọn tiếp. Là trên còn 3 mũ 2. Ở dưới là hết 3 mũ 13 rồi nha. 29 cộng 88 là bằng 117. Ở dưới là 81. Rút gọn 117 với 81 thì nó ra 13/9. Như vậy kết quả là bằng 13. Kết quả bằng 13. Còn bấm máy cũng xong lâu rồi ha. 34. Rồi tìm những đáp án bằng nhau rồi cho nó đi đi, cho nó đỡ chật chỗ. 34 nè, 34 nè, 25 nè, 25 nè, 13 nè, 13 nè. Rồi tiếp tục là 2 nè, 2 nè. Rồi đi thi mà các em gặp hai cái này thì các em chọn liền, nhảy qua vòng thi khác nha, bài thi khác nha. Đừng có ngồi suy nghĩ người ta kêu mình khùng ha. Rồi giờ ta đang bồi dưỡng nên ra ta phải giải thích tại sao nó bằng nhau. Chứ không có được lướt qua rồi lỡ sau này gặp cái bài khó này là đứng. Tỷ số. Tính tỷ số A trừ B trên B trừ C. Biết rằng AB tỷ lệ với 94 có nghĩa là gì? A phần 9 thì bằng B phần 4. Rồi B phần 5. B phần 5 thì bằng C phần 3. Cái này toán lớp 7 mà ta. Toán lớp 7 mà. Rồi. Nếu các em dùng kỹ thuật giải mà thầy nêu trong khóa V81 thì bài này thì nó xong lâu rồi ha. Nhưng mà bây giờ là chúng ta giải theo kiểu toán tường minh. Bây giờ A phần 9 á, và B phần 4 á, các em nhân mỗi bên cho 1 phần 5 cho thầy. Mỗi bên các em nhân 1 phần 5. Đó, như vậy các em sẽ suy ra là A phần 45 là bằng B phần 20. B phần 20 ha. Và như vậy dùng tính chất giải tỷ số bằng nhau luôn. Thì ở trên nó bằng A trừ B. Ở dưới là 45 trừ 20 là ra 25. Vậy thôi. Tiếp tục. B phần 5 bằng C phần 3 thì thầy nhân hai vế cho 1/4. Bên này cũng nhân 1/4 thì hai kết quả bằng nhau ha. Hai lượng bằng nhau khi cùng nhân với một cái gì đó thì tạo thành hai kết quả bằng nhau.
Như vậy bây giờ ta sẽ suy ra gì? B trên 20 sẽ bằng C trên 10 12. Và dùng tính chất dãy số bằng nhau thì các em lấy tử trừ tử, B trừ C. Ở dưới 20 trừ 12 là ra 8. Đó. Như vậy các em thấy là B phần 20 là bằng cái này, mà B phần 20 lại bằng cái này nữa. Vậy bắt cầu, bắt cầu các em suy ra là hai cái này bằng nhau, bằng cho này. Hai này bằng nhau vì cùng bằng B phần 20. Rồi tới đây ta dùng tính chất tỷ lệ thức, ta đổi chỗ hai trung tỷ ha. A trừ B giữ nguyên, B trừ C đổi xuống 25 đổi lên, ở dưới là 8. Vậy kết quả là A trừ B chia cho B trừ C thì bằng 25/8. Đó, em hiểu tại sao nó ra 25/8 chưa? Vậy nghe. Xong. Thầy đi sạc cái ống hơi này bình. Rồi, ta qua bài thi số 2 kia. Được nhiều câu khó hơn. Rồi, 25 mũ 2, cái này bấm máy thôi trời. Cộng 375, 1000. Kết quả chia, 9 chia cho trừ 1 phần 2 là bằng âm 18 rồi. Mà cái nào cũng âm 18 hết. X mũ 5 chia x mũ 3 là ra x mũ 2. Vậy có 3 cái này đều là x mũ 2 này. Cái cuối loại. Y mũ 2 chia y là ra y mũ 1. Vậy còn hai cái thôi, cái này với cái này thôi. Z chia Z thì hết, hết Z luôn. Vậy cái này, đây là đáp án cuối cùng. Đây chính là hiệu hai lập phương. Hiệu hai lập phương thì bằng hiệu những bình phương thiếu của tổng. Vậy E thì chính là bình phương thiếu của tổng X và 2Y. Vậy nó sẽ là x bình cộng 2xy và cộng 4y bình. Nó chính là cái này. Các em cứ phân tích ra các em sẽ thấy. Rồi. Số tự nhiên n, để hai này chia hết. Thì các em thấy ở trong đa thức chia nó có z, còn đa thức bị chia lại không có z. Như vậy làm sao mà chia hết? Thì bắt buộc z mũ n trừ 3 phải triệt tiêu. Tức là chỗ này là phải mất đi. Vậy là bằng 1 á. Như vậy là n trừ 3 phải bằng 0. Vậy là n sẽ bằng 3. N bằng 3 thì z này là thành z mũ 0 là bằng 1. Thì lúc đó là bên đa thức bị chia không có z, mà đa thức chia cũng không có z. Chứ nếu đa thức chia mà có z, đa thức bị chia không có z thì đâu có chia được các em. Vậy n bằng 3, khỏi suy nghĩ nữa. Chà, bài toán này khó. Bài này khó ghê em ơi. Rồi. Nhưng mà em nào tham gia khóa học V81 của thầy rồi thì bài này là trở nên đơn giản ha. Đây chính là một ví dụ gần như ví dụ mẫu ở trong khóa học V81 ha. Các em cần nhớ trang web của thầy buinguyenluan.wordpress.com. Hãy tham gia các khóa học này để cải thiện cái trình độ cũng như là tốc độ thi VMIT của mình. Thủ tục thi rất đơn giản, đăng ký và học phí cũng rất là ít, chủ yếu là lan tỏa kiến thức thôi ha. Nếu các em hứng thú thì chúng ta tham gia, còn nếu thấy không cần thiết thì thôi. Thầy sẽ hướng dẫn cách giải này theo đúng những thứ thầy đã dạy ở trong khóa học V81. A nó sẽ bằng 9x mũ 2. Rồi các em cho nó đi với 54x. 54x trừ cho 12x đi. Rồi mấy cái thứ khác các em dùng ra cuối hết. 4y mũ 2. 4y mũ 2 dùng ra cuối.
trừ 36 y rồi cộng cho 90. Vậy nó sẽ bằng gì? 9 x mũ 2 cộng cho 2, 12 với 54 thì rút 6 ra luôn, 6 x ra luôn. Ở trong sẽ còn là 6 x 9, 954 trừ cho 2 y không? Trừ 2 y rồi cộng cho 6 x 9 54, đúng rồi, 6 x 2 12 vẫn bằng như cũ, cộng cho 9 trừ 2 y tất cả mũ 2. Rồi giờ mình cân bằng trở lại. Ở trong này là có trừ 4, là có 4 y bình là đủ rồi ha. 4 y bình đủ luôn các em ạ. Giờ còn là cộng 1 thôi. Cộng 1. Đây nè. Chỗ này hơi khó hiểu một xíu các em nhé. Bốn y bình trừ 36 y cộng 90 thì copy xuống thì tách 90 ra là thành 81 cộng cho 9, được chưa? Thì các em để ý ba cái thằng này nè là lập thành hằng ẩn thức nè đó. 9 x mũ 2 cộng 6 x thì thầy ghi là 2 nhân cho 3 x nhân cho 9 trừ cho 2 y được cộng cho cái này là vừa đẹp luôn, vừa đẹp bằng 9 trừ 2 y tất cả bình luôn, được cộng cho 9 đó. Vậy cuối cùng nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là 3 x cộng cho 9 trừ 2 y tất cả bình rồi cộng cho 9. Cái này nó sẽ lớn hơn hoặc bằng 9 khi nào? Đạt dấu bằng khi 3 x cộng 9 trừ cho 2 y bằng 0. Lúc đó là cái bình phương nó bé nhất là bằng 0 cộng 9 thì cả cái biểu thức A mới đạt được giá trị nhỏ nhất là 9 ha. Như vậy là suy ra là gì? Suy ra là 3x sẽ bằng trừ 2y. Chứ lỗi 2y chứ, chuyển vế phải đổi dấu chứ. 2y trừ cho 9. 3x sẽ bằng 2y trừ 9. Rồi giờ x sẽ bằng gì? X sẽ bằng 2y trừ 9. Các em chia cho 3. Hay nói cách khác là x sẽ bằng 2 phần 3 y rồi trừ cho 9 phần 3 tức là trừ 3. Như vậy tới đây các em có rồi đó. Đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng 2 phần 3 y trừ 3. Như vậy suy ra A bằng gì? A chính là bằng 2 phần 3 đó. Và B là bằng gì? B là bằng trừ 3 đó. Đúng không? Người ta hỏi A cộng B hả? Thì các em lấy 2 đó cộng lại 2 phần 3 rồi cộng cho trừ 3 đó. Cộng bằng mấy đi? 2 phần 3 cộng cho âm 3 trừ 7 phần 3 cái. Bài này thì nói thiệt là nếu các em không có học cái khóa học kia của thầy thì đúng là cũng khó làm được lắm ha. Khó làm được. Trừ 7 phần 3. Bài toán rất hay. Để coi có sai chỗ nào không chưa. Đây là đều. Lại nha. Mình kiểm tra lại các em nha. 9 x bình 54 x trừ 12 x y
cộng 4 y bình trừ 36 y cộng 90. Này rút 6 là 6954. 6122. Âm 12 đi đúng luôn. Rồi 4 y bình trừ 36 y cộng 81 tách ra là 9. Rồi cuối cùng là 2 x 3 rồi. Ồ, coi chừng sai, coi chừng sai. Chỗ này là 9 trừ 2 y, hay là 2 y trừ 9. À mà mũ 2 mà, mũ 2 thì 2 y trừ 9, 9 trừ 2 y mũ 2 cũng vậy thôi. Như vậy đây nó sẽ bằng là A cộng B tất cả bình là 3x cộng 9 trừ 2 y tất cả bình cộng 9, đúng rồi. Vậy là đạt giá trị nhỏ nhất là 9 khi cái này bằng 0. 3x bằng 2y trừ 9, vậy x sẽ bằng 2 phần 3y trừ 3. A là 2 phần 3, còn B là âm 3, rồi cộng lại trừ 9, vậy là trừ 7 phần 3. Đúng rồi, chắc chắn đúng luôn. Ta nộp. Kỹ quá, mất thời gian đấy mà. Nhưng mà thôi, mất thời gian đỡ hơn sai, đúng không các em? Bài thi tiếp theo. Cho hình chữ nhật ABCD. Cho hình chữ nhật ABCD. Vẽ hình đi các em. Vẽ hình thử nha. Cho hình chữ nhật ABCD. Như vậy AC là đường chéo rồi. AC là 6, vậy đường chéo BD cũng phải bằng 6. Hai đường chéo hình chữ nhật thì phải bằng nhau. Kết quả rút gọn 5x bình trừ 5 trừ 5x bình thì kết quả rút gọn là bằng âm 5. Bậc của đơn thức thương trong phép chia này, bậc của đơn thức thương x mũ 4 chia x mũ 3 là thành x, y mũ 2 chia y là thành y, z chia z là hết, vậy bậc là bậc 2. Giá trị của biểu thức này là sẽ thành 82 cộng 18 tất cả bình, hàng đẳng thức nè. 82 cộng 18 là 100. 100 rồi tất cả bình lên nữa. Khi biểu diễn dưới dạng lý thừa có cơ số mũ là 2. Có số mũ là 2. Rối vậy. Thì cơ số của lý thừa đó là 100. Hỏi lòng nhận tính lừa mình. Em nào nhập 10.000 là xong rồi nha. Em nào nhập 10.000 là xong rồi. Phải biến thành lý thừa. Có số mũ là 2. Thì 10.000 là 100 mũ 2. Khi biểu diễn dưới dạng lý thừa có số mũ là 2 thì cơ số của lý thừa đó là 100. Câu tiếp theo. Cho 4 số lẻ liên tiếp là sẽ là x nè, x cộng 2 nè, x cộng 3 nè, và x cộng, x cộng 2, x cộng 4, và x cộng 6. Số lẻ thì cứ cách nhau hai đơn vị thôi. Rồi, tích số thứ 2 và số thứ 4, tức là x cộng 2 nhân với x cộng 6, là tích số thứ 2 và số thứ 4 đó. Hơn tích số thứ nhất và số thứ ba, tức là x nhân cho x cộng 4. Hơn là bằng trừ nhau, hơn là bằng 88. Rồi các em giải dùng kỹ thuật mà thầy dạy ở khóa V81, các em giải nhanh. X nó sẽ ra 19 các em nhé. X ra 19. Như vậy 4 số lẻ đó là 19 nè, 21 nè, 23 nè, 25 nè. Các em thích thử lại thì thử đi. 21 mà nhân 25 mà trừ cho tích của 19 nhân 23 đúng bằng 88 luôn. Người ta hỏi số lẻ nhỏ nhất thì đó là số 19 ha. 19. Cho tam giác ABC có E thuộc cạnh AB. Tam giác ABC có E thuộc cạnh AB.
Có D thuộc cạnh AC. Có M thuộc cạnh BC. Sao cho EM song song AC, MD song song AB, A là trung điểm ED. Rồi, khi đó góc AIM sẽ bằng 180 độ. Hình bình hành hai đường chéo phải đi qua trung điểm của mỗi đường em nhé. Câu số 7. Tổng các số nguyên mà thỏa mãn giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 2016 thì sẽ bằng 0 nhé. Tại sao vậy? Giá trị tuyệt đối của x mà nhỏ hơn 2016 thì các em suy ra là x là bằng trừ 2015 trừ 2014 vân vân cho tới 2014 2015 mà cộng các số đó lại thì nó đi theo từng cặp đối nhau là bằng không hết. Bài số 8. Các em tìm nghiệm của đa thức chia đã. Giải bài toán này thì các em sẽ suy ra x bằng 1 và x sẽ bằng 2. Cách giải thì trong khóa V81 thầy hướng dẫn rồi nha. Ở đây không có thời gian nhiều, thầy nói cho nó nhanh. Muốn đa thức chia hết cho đa thức thì nghiệm của đa thức chia phải là nghiệm của đa thức bị chia luôn. Như vậy là ở đây đa thức chia có hai nghiệm là 1 và 2. Thì khi lấy 1 và 2 này thay vào đa thức bị chia thì cũng phải bằng 0. Thì nó mới là nghiệm của đa thức bị chia luôn, đúng không? Như vậy tới đây ta thay số 1 vào chữ x, thay số 2 vào chữ x thì hai kết quả là phải bằng 0. Vậy các em có 1 mũ 4 trừ cho 5 x mũ 2 cộng cho a buộc phải bằng 0. Và khi thay số 1 bằng 2 cũng vậy. Thay số 1 em nhé. Thay số 1 bằng 2 cũng vậy. Rồi tới đây ta suy ra tiếp là a sẽ bằng 1 mũ 2 là 1 mũ 4 là 1, 1 trừ 5 là trừ 4. Vậy chuyển qua là 4. Ở dưới đây là số 2 các em nhé. Đây số 2 nè. 2 mũ 4 là 16. 16, 2 mũ 2 là 4, 4 5, 20. 16 trừ 20 là bằng âm 4. Âm 4 cộng A bằng 0. Vậy A là bằng 4. Chuyển vế đổi dấu luôn. Như vậy hai cái này nó khớp với nhau các em. Tóm lại là A sẽ bằng 4. Đó là dùng cái định lý mà thầy dạy ở cái nít trước đó. Đa thức bị chia sẽ nhận nghiệm của đa thức chia làm nghiệm của nó luôn, thì phép chia mới chia hết. Cái này trong khóa V81 là thầy đã chứng minh định lý và hướng dẫn và những bài tập áp dụng rất kỹ rồi các em nhé. Còn nếu các em chưa có tham gia khóa học V81 á thì các em cứ giải bài này như trên lớp thôi. Các em đặt toán chia theo hàng dọc, chia này cho này theo hàng dọc, các em sẽ tìm được đa thức dư. Và sau đó các em ép đa thức dư đó bằng 0, ép số dư bằng 0 thì nó sẽ có phép chia hết. Và lúc cái số dư bằng 0 nó sẽ suy ra A nó bằng 4 thôi. Nhưng mà thầy nghĩ về lâu về dài thì các em nên tham gia khóa học V81 để nắm được những kỹ thuật cơ bản đó. Cái này thì thay vô thôi, thay vô tính thôi. Nó chính là hàng đẳng thức đó các em. À không, không phải hàng đẳng thức đâu, đừng có ẩu. 3x bình trừ 6x cộng 1, thay x bằng 3 vô thì nó bằng 10. 27 cộng 1 là 21. 27 cộng 1 là 28. 28 trừ 18 là bằng 10. Xin lỗi ha, 10. Câu số 10. Chu vi của hình thang cân có cạnh bên là 7. Vậy hai cạnh bên là cộng lại là bằng 14. Độ dài đường trung bình bằng 14 thì tổng hai đáy nhân đôi lên. Tổng hai đáy là bằng đường trung bình nhân đôi, là 14 nhân đôi là 28, cộng với hai cạnh bên là cộng 7 cộng 7 nữa thì ra 42. 42. Rồi, vậy ta đã giải xong.
Bài thi số 3. Mới có câu nào sai không? Hình chữ nhật có đường chéo bằng 6, đường chéo còn lại bằng 6, đúng rồi. Rút gọn biểu thức này thì ta được trừ 5, đúng rồi. Bậc của thương. Mũ 4 chia mũ 3 là 1, mũ 2 chia mũ 1 là 1, 1 cộng 1 bằng 2. Rồi. Biểu diễn dưới dạng lũy thừa có số mũ là 2 thì là 100. Đúng rồi, 100 mũ 2 ha. Cơ số là 100. 19 này nãy thử kỹ lắm rồi. Cho tam giác ABC, E thuộc AB, hình bình hành. Hình bình hành. Vẽ ra các em thấy hình bình hành. Thì đường chéo thứ hai cũng phải đi qua trung điểm đường chéo thứ nhất, như vậy AIM phải thẳng hàng, vậy góc đó là bằng 180, đúng rồi. Tổng các số nguyên thì bằng 0. Cái này hết trực. Không thể nào trực được. 2015 cộng âm 2015 bằng 0. Cứ vậy. 2014 cộng âm 2014 cũng bằng 0 ha. Cái này A bằng 4. A bằng 4. Cái này thay vô bằng 10. Rồi đúng ok. Thôi nợ bài sai thôi. Rồi hay quá, không sai. Như vậy là ta đã hoàn thành xong cái nick thi thứ 3. À, nick thi thứ mấy thầy cũng nhớ nữa. Các em nhớ tham gia khóa học của thầy V81, nên tham gia à. Ta nộp bài. Hẹn gặp lại các em ở các nick tiếp theo.